Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 570 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, 184-201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km/h. Dự báo, đến 22 giờ ngày 6 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h trên đất liền phía bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, độ rủi ro thiên tai cấp 4, phía Đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h và đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, sức gió mạnh cấp 12-13, giật trên cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ với độ rủi ro thiên tai cấp 4, phía Tây của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ với độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 10 giờ ngày 8 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, đi vào đất liền, suy yếu và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, sức gió dưới cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là vùng biển ven bờ và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, độ rủi ro thiên tai cấp 4, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ khoảng chiều ngày 6 tháng 9, vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Từ tối và đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7-9m, vùng gần tâm siêu bão 10-12m, biển động dữ dội. Từ chiều ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8m. Từ đêm ngày 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2-3m, sau tăng lên 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5m, Thanh Hóa, âm 1,8m, Quảng Ninh, vào chiều và đêm ngày 7 tháng 9 và nước rút do bão, khoảng 0,5m, Thanh Hóa, âm 1,0m, Quảng Ninh, xuất hiện vào sáng ngày 7 tháng 9. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn. Trên đất liền, từ đêm ngày 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Cùng với đó, ngày 6 tháng 9, khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông do tác động vành ngoài hoàn lưu bão số 3. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm ngày 7 tháng 9. Phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 7 tháng 9 đến đêm ngày 8 tháng 9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ.